Vẫn như thường lệ, lần xuất quân này không được báo trước giờ giấc, địa bàn khu phố vây bắt. Đội bắt chó thả rông của phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức có khoảng 11 người, chia thành 3 nhóm bắt đầu tuần tra trên nhiều tuyến đường, khu dân cư. Nhóm mang theo dụng cụ gồm vợt và bộ đàm thông tin, theo sau là nhóm phụ trách ghi chép thông tin và xe chở chó. Đối với đánh giá kết quả hiện nay thì trên địa bàn phường thì có sự chuyển biến từ 70 đến 80% liên quan đến chó thả rông trên địa bàn phường. Chúng tôi cũng tạm giữ những chó đó tại một cái địa điểm ở gần khu vực của ban chỉ huy quân sự phường. Thì sau thời gian giữ trong vòng 48 tiếng, nếu người dân có liên hệ đến ủy ban phường thì chúng tôi tiến hành lập biên bản xử lý. Thì đa phần hiện nay đối với hai hành vi mà ủy ban phường chúng tôi xử lý thì đó là một cái hành vi là không đội mõm, một hành vi là chó thả rông. Thì tổng lại hai cái hành vi này đó thì mức phạt hiện nay thì hay quy định là 1.900.000 đồng. Với mô hình này thì chúng tôi vẫn tiếp tục là duy trì cái đội hình bắt chó thả rông này để làm sao chúng tôi tiến tới một cái hướng tới là giảm thiểu tối đa nhất đối với trường hợp là chó thả rông trên địa bàn phường. Cái anh shipper mới vừa đi xong á, là cô mở cửa ra là cô làm không kịp, cô vừa mở ra là nó chạy ra để nó đi vệ sinh ngay công viên này gì đó. Cái cô kêu nó không kịp, sáng sớm là cô có cho nó ra xong cô kêu nó vô. Rồi còn bình thường là mình có người nhà rồi mình canh nó đó, mình không có cho nó ra tại ở phường á, là đi bắt đó. Mà cô nuôi thì cô cũng ấy kỹ lắm nè, tiêm từ tiêu chạy, tiêm này tiêm kia là cô tiêm đầy đủ hết cho nó, thì rút kinh nghiệm chứ. Rồi ôi giờ đóng, mình nuôi nó thì mình thương, mà mình không chuột lại, mình không đóng phạt lại thì mình xót, mình thương. Nó cũng là một thành viên trong gia đình rồi. Sau vài giờ, hơn chục con chó thả rông được đội vây bắt đưa về nơi nuôi giữ tạm thời, cách xa khu dân cư. Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh sẽ thông báo cho những chủ nhân của số chó này lên nhận lại và đóng phạt theo quy định. Qua 48 giờ không ai nhận, phường sẽ chuyển chó cho trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ mục đích xã hội.